Thôi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker nha. Mới ngủ dậy mà bây giờ xin lỗi anh em, tại vì mình xuất hiện với một cái trạng thái người nó không được không được chỉnh chu. Bởi vì sao? Mới ngủ dậy mà nói chung bây giờ mình không quay cái này thì không có cơ hội để quay cho anh em xem, bởi vì khách qua lấy luôn rồi, tại mình chưa kịp quay clip để cho anh em lên YouTube lựa nữa. Mình chỉ nhá hàng trên TikTok thôi mà sáng ngày anh chạy qua luôn, anh rất là nhanh ha. Thì con xe này nó đặc biệt bởi sao, nó là con GXX 150R mà nó theo phong cách Iron Man đó, phong cách Iron Man đó anh em, anh em có thể tham khảo để lên giống nó ha. Thì ở trước này thì nó có lên ốp đầu nè, thấy chưa. Rồi ở đây nó có lên thêm ốp bình xăng nhìn cho nó bự hơn nè. Thì anh em có tham khảo, tại mấy cái đồ chơi này mình không có đánh giá, nhưng mà mình tham khảo là một cái ốp cũng phải mấy triệu rồi đó, 2-3 triệu rồi. Thì một cái nữa là mình xin cảm ơn một người bạn đã đem con xe này tới nhường lại cho mình, để cho mình đem đến cho những anh em sau anh em chơi rất là ok ha. Đó là cái một lời cảm ơn gửi tới mấy anh em mà đem xe tới đây để gửi cho mình bán ha. Rồi tiếp theo lên cái ốp đuôi nè. Ốp đuôi này giống như là cái bản của Su 1000 mini vậy đó. Em mở xe nhanh lên cho mọi người xem. Đó, anh em thấy chưa, đẹp chưa? Nhìn ra phong cách Iron Man chưa? Đó. Quay cận vô cho anh em xem. Thì ở đây có lên thêm một cái gác chân. Gác chân đỏ đỏ cho giống Iron Man ha. Rồi tiếp theo bên đây thế này, bên đây là rất là đẹp luôn, nó liền lạc, nhìn cái chi tiết rất là liền lạc. Và cà vạt của nó màu đen đỏ luôn nha, nó là 220 luôn nha anh em. Thì con xe này là order là 7100, xe rất là mới và đặc biệt. À đây là một người biết, rất là biết chơi xe luôn. Này là bác sinh nè, bác sinh mở sao hơn mở bác sinh lên cho anh em coi. Rồi bác xin đó, anh em có thể tham khảo ha. Rồi đi tiếp theo là phải nói là chủ xe này là một người rất là biết chơi xe luôn anh em, có nghĩa là khi mới mua xe về là anh đã lên order một cái dàn đồ chơi này lên đó, cái order cái dàn đồ chơi này lên rất là mắc tiền, và rồi ảnh á bao bọc rất là kỹ cái dàn đồ zin. Anh em lưu ý nha, khi mình chơi xe thì mình phải giữ lại những cái này, cái đồ zin này là như mới 100% luôn nha, mới 100% luôn. Đây là cái đầu đèn zin của nó. Khi nào mà anh em không thích đi độ nữa thì anh em ráp cái này vô là xong. Ok chưa anh em? Đây là qua cho anh em coi. Thì cái này là mới 100% luôn nha anh em. Nói chung mình rất là thích những anh em chơi đồ chơi xe kỹ như vậy, mình rất là thích, tại tính mình cũng rất là kỹ. Đây quay cho anh em xem, bộ gác chân nè, mới tinh nè, còn bông còn keo nè, thấy không, lên đồ chơi là giữ lại hết, rất là đẹp. Rồi tiếp theo đến nổi từng con ốc luôn nè, từng con ốc đây, thay anh kem coi vậy nha. Từng con ốc mà để gắn vô á thì cũng giữ lại hết luôn, nói chung không có thiếu một cái món gì. Đây là cái đuôi đèn hậu zin mà hồi nãy mà anh em coi coi cái phong cách Iron Man á, thì cái đuôi này là đuôi zin nè, rất là đẹp, hầu như những đồ zin là mới 100% luôn nha, không có đụng. Tại vì khi mà anh em cất á nha, anh em lưu ý, anh em cất á là anh em cũng phải là chị vô vậy, chị vô không ta, anh em cất á là anh em cũng phải là lấy bọc, anh em bọc lại. Nếu như anh em không bọc á thì anh em để lâu ngày, anh em để đây á mà anh em để 6 tháng hay 1 năm gì thì nó sẽ bị hằn một cái vết, gọi là cái vết hằn vô cái đồ của mình đó. Cho nên là bọc, anh em mà tháo đồ zin ra anh em phải bọc như vậy. Rồi tiếp theo là cái này là cái khi mà anh em lên cái ốp bình xăng á thì anh em phải tháo hai cái ốp zin của nó ra thì vẫn được bọc lại luôn, bọc 2-3 lớp. Còn đây là một cái kính zin của GXX, thấy chưa, cái này là không bọc nè, cho nên nó sẽ có những vết xước nhẹ nhẹ. Rồi đây là cái đuôi zin, khi anh em không thích về thích thì mình về zin thôi đó. Đó, từng cái xi nhan luôn vẫn được giữ rất là kỹ,
Bây giờ là mình chở đồ Vinh về là hơi bị cực luôn ha. Rồi đây là cái xi nhan độ. Đây là cái bộ xi nhan độ của Sugar X đây. Là mình bỏ vô hết luôn. Đó. Nói chung là bỏ hết luôn cho anh em, nói chung là full xe, chủ xe giao cái gì về cho mình thì mình đưa hết cho anh em chơi. Nói chung mình là một người truyền lại, kiểu như là truyền một chiếc xe lại cho anh em, có xe ngon anh em chơi thôi ha. Rồi hết rồi đó anh em. Đầu thì leo lên ngồi cho anh em nhắm ước chừng. Với chiều cao 1m6 như Ali Kuthi này thì ngồi xe sẽ như thế nào ha. Chủ xe vô ngồi không? Rồi cho anh Thi ngồi trước đi, 1m6 nè. Này là truyền nhân của Thái Dúi á. Thì anh em hỏi là anh Thái Dúi tôi sợ dạo này không có lên clip. Thì anh Thái Dúi hiện tại á là đang đi học ở rất là xa, học ở dưới Biên Hòa Đồng Nai á. Nói chung là anh học thăng cấp nên là nó rất là xa nha, anh không có ở đây chơi được nữa. 1m6 quay ra coi. Ngồi rồi. Thằng này cũng phải 1m62, em phải 1m62 chứ không phải 1m6 đâu. Ơi em to rồi, em có 1m59 à. Cái gì lùng vậy? Rồi vô cho chủ xe ra nè. Chủ xe rồi, chủ xe 1m62 rồi, ok vô. Vừa đủ luôn ha. Hình như con xe nãy sinh ra dành cho em hả? Sao bữa nay đi mua xe em mặc cái áo màu đỏ nữa? Lát nữa bữa nay có điều đúng mua cái chai thuốc đỏ. Tại chạy xe bố láo quá không ăn nữa rồi. Sao? Thấy sao? Thấy ưng không? Đây thì có trắng bùng nữa nè, nãy chưa nói. Nhưng mà trắng bùng thì lên cũng được, mà không lên cũng không sao nha anh em, không ảnh hưởng đâu. Một khi anh em đã tháo đuôi là anh em lên cái này cỡ nào nó cũng văng hết á. Nhưng mà anh em chạy tốc độ cao á, nó sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái này thì rất là chắc chắn nha, nó không có đỡ bớt. Mấy cái mỏng mỏng mà 100 mấy 200 á thì nó mới dễ gãy. Rồi bây giờ còn gì để nói ở đâu, giờ thì đem xe về thôi hả? Rồi mình đem xe về, ok. Tại mình có, đáng lẽ anh lấy luôn á, mà mình xin một chút để mình quay clip cho anh em xem. Để anh em nào có thích á, thì tham khảo theo phong cách này cũng đẹp. Phong cách này mà anh em theo phong cách Lackbender hay là cái gì đó cũng đẹp hết, người nhện cũng đẹp nữa. Nói chung là lên cái kiểu này nó dễ lên đồ lắm. Nó gọn, đơn giản nhưng mà đẹp. Tiếng máy con này thì anh em ở kênh mình nghe quá nhiều rồi. Con này có cái bô độ nó là nổ đùng 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 đùng. Rồi đi giải cứu thế giới đi. Rồi bye anh em nha, cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Chúc anh em chuẩn bị cho một mùa Tết thiệt là chu đáo. Mà những anh em nào mà qua Minh cọc xe rồi mà chưa có xe thì cho Minh gửi đến lời xin lỗi. Tại vì Minh đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà không có xe đẹp sao mà mua được cho anh em. Còn những anh em mà đã có xe rồi thì anh em hãy nhớ Tết á, mình phải bớt nhậu phải không? Mình uống vừa phải thôi. Tại vì khi mà mình một chút cồn vô mình có hơi mang, mình lên xe mình chạy rất là dữ. Phải giữ an toàn cho bản thân. Mình chơi Tết lành mạnh phải không? Còn những anh em nào có người yêu thì Tết đi bắn giao thừa với người yêu. Ok, bye bye anh em.